xóm lao động đây. Dài vô trong kia là những cái căn nhà cho thuê. Trời ơi, cái khu này nhìn nó đúng kiểu một cái xóm nghèo lao động luôn á anh chị. Xe ô tô cũng nhiều quá ha. Vừa nói xóm nghèo xong là thấy toàn xe ô tô không. Khu vực nóng nhất anh chị, nhiều số ca nhiễm nhất của Sài Gòn hiện tại đó, thời điểm hiện tại đó. Người ta đang đi nhận tiền. Anh chị nghe người ta bàn tán xôn xao chưa? Ai được lạnh, ai được lạnh. Không phải ai cũng được lạnh thưa anh chị. Cho nên là lắm lúc có nhiều. Cái này thì là ngày xưa thôi, bây giờ cũng còn không dám vào đâu. Anh chị thấy cái bạn thùng xốp không? Cấm người lạ, cấm người lạ vào nơi đây, vào lối này, anh chị thấy không? Đó. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Chào buổi trưa đến cô bác anh chị và các bạn. Chúc cô bác anh chị một ngày thật là bình an và thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Em đang đứng trên con đường Phạm Hùng ngày hôm nay. Ngày xưa có tên là Chánh Hưng, khu vực lò heo Chánh Hưng đây anh chị. Phía sau lưng chúng ta đi về cầu Chánh Hưng để đi qua cầu Nguyễn Tri Phương, qua Đại Thế Giới. Phía trước đây là ngã ba con đường Tạ Quang Bửu và thật ra đó là ngã tư anh chị. Ngã tư con đường Tạ Quang Bửu và con đường Phạm Hùng. Bên trái thì anh chị sẽ đi về chợ Tạ Quang Bửu này, nhà thờ Nam Hải, đi về khu Đồng Diều. Bên phải thì anh chị sẽ chạy về khu vực bến xe quận 8 đó. Bây giờ là 12 giờ trưa luôn, 12 giờ trưa ngày 11 tháng 10 năm 2021 và em đang trên đường đi về nhà. Thế là có một cái vị trí mà cũng muốn đi xem qua, nhân tiện thì cũng mời cô bác anh chị cùng lang thang với em, lên xe với em trong cái chặng đường này. Ở phía đây là khu vực quận 8, phường 4 thưa anh chị. Nhưng mà chạy qua khỏi Tạ Quang Bửu đi xuống dưới chút xíu thì nó thuộc Bình Chánh, bên mé tay phải của em. Thì nó thuộc Bình Chánh, bên trái cũng vậy, có cái chợ Bình Chánh, chợ không phải chợ Bình Chánh mà là cái chợ Tạm đó anh chị. Đó, thì khu vực nhìn nó cũng sơ sát lắm, nó cũng như một cái khu xóm lao động nghèo rất là nhiều, khu vực này gần bến xe quận 8 đây anh chị. Cho nên là nhân tiện mùa dịch muốn cập nhật tình hình xem như thế nào, mời các anh chị đi theo em luôn. Rồi em bắt đầu lăn bánh đây thưa anh chị, bây giờ 12 giờ trưa này ha. Cô bác anh chị không biết bây giờ đã ăn cơm chưa. Em thì từ trong dịch cho tới sau dịch vẫn là ăn một ngày có 2 bữa thôi. Sáng khoảng 8, 9 giờ hoặc 6 giờ, 7 giờ lúc nào ăn cũng được. Ăn xong rồi chiều khoảng 4 giờ em ăn một bữa nữa là xong. Không có ăn 3 bữa như ngày xưa thưa anh chị. Đây. Đường Tạ Quang Bửu, một trong những cái con đường khi nhắc về quận 8 là phải nhắc tới Tạ Quang Bửu. Con đường nhà giàu, rất là nhiều chung cư, khu nhà phố, khu nhà mặt tiền đẹp đẹp không. Và cái đoạn này trở xuống thì chúng ta sẽ thấy nhiều hàng quán bán tấp nập hai bên đường. Mùa dịch thì vắng vẻ, sau dịch thì bắt đầu nở rộ lại. Tuy nhiên thì ngày trước cái con đường Phạm Hùng, cái đoạn này nó rất là nhỏ thưa anh chị. Bây giờ người ta mới mở ra, mới mở ra con đường rất là đẹp anh chị thấy không. Ngày xưa nó nhỏ lắm, người ta bán hai bên đường là cái đường đi kẹt xe luôn. Rồi có các cái dù người ta bán gà bán vịt đồ ở ngoài đường á. Nhìn cũng nhộn nhịp lắm mà nó cũng rối nùi lắm anh chị. Em chạy hướng này là chúng ta đang đi ra phía ngoài đại lộ Nguyễn Văn Linh. Hôm nay thì Sài Gòn bình âm u từ sáng cho tới trưa rồi, có mưa lai rai một số nơi, thành ra anh chị thấy những cái mực nước còn đọng này. Rồi còn ở đây thì những cái công ty nó bị không a, trời ơi người ta để cái mặt tiền nó xấu không thể tưởng tượng nổi luôn, sơ sát cái trơn trọi. Không biết là cô bác anh chị có thấy con đường thân quen này hay không, có đi ở đây bao giờ chưa. Ở đây rất là nhiều cái khu xóm lao động nghèo như anh chị. Không biết là có ăn cho mấy em thì cô cũng chơi một củ. Em chạy vào nha. Cứ chạy thôi anh chị, chứ thật ra bên mé này là em chưa bao giờ đi nè. Đây là lần đầu tiên em chạy vào cái khu xóm lao động trên con đường Phạm Hùng này. Ngày xưa thì nó là đường Chánh Hưng. Ở khu vực này thì nhà cái cửa cây chai rất là lớn nè anh chị. Ở đây là nó thuộc Bình Chánh đó anh chị, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. À,
cứ chạy sâu sâu vào xem như thế nào, chứ em thì ngoài thật sự là chưa đi con đường này bao giờ. Con hẻm này thì thấy cũng còn rộng rãi, đẹp hơn này. Tuy nhiên thì xung quanh đó rất là nhiều cái con hẻm nhỏ nhỏ vậy mà nó tối, nó lụp sụp. Em thử đi cái con hẻm chính này xem sao. Đây là cái clip đầu tiên là em chui vào một cái con hẻm, chứ từ sau dịch cho tới bây giờ thì chưa dám đi vào những cái khu hẻm. Bởi vì những cái khu hẻm đó thường nó sẽ là những cái khu dịch bệnh rất là phức tạp thưa anh chị. Và một bộ phận những bà con mình trong hẻm đó bây giờ người ta rất là ngại người lạ vào, sợ đó. Ngày xưa chỉ cần có người lạ đi ngang nhà rồi này nọ thôi là người ta đã bực bội, người ta nói này nói nọ rồi. Tội nhiều cái khu xóm đó lập tập lắm, hai bên đường đó, hai bên đường em đi á, mà em chưa có dám đi vào thưa anh chị. Những cái khu xóm lao động tối tăm mù mịt, khu vực này nhiều lắm thưa anh chị, nhưng mà nó thường là những cái hẻm cụt thôi, những cái lô nhà, những cái dãy nhà người ta xây cất cho công nhân ở đó. Mình nhiều khi có dám đi vô thấy nó cũng ngại. Cuối đường ở chỗ này thì chắc hết là cái bờ sông có lẽ là vậy. Tại ngay đây nó có một cái cầu là cầu Tạo Quang Bửu thưa anh chị. Có lẽ là đi vô khu này, khu bờ sông rồi. Tí xíu nữa em quẹo ra theo một cái hướng nào đó chắc phải cũng là phải đi ngược lại. Ở đây có một cái ngã tư mà nhìn có vẻ như là cũng không sang được. Cái này thì là ngày xưa thôi, bây giờ cũng còn không dám vào đâu. Anh chị thấy cái bạn thùng xốp không? Cấm người lạ vào nơi đây, vào lối này, anh chị thấy không? Đó. Nên là bây giờ không dễ gì để đi vào những cái mua những cái khu hẻm nội bộ đó anh chị. Người ta thấy mình vào là đuổi ra, hoặc là người ta nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ lắm. Em tự đi hết cái con hẻm này xem sao ha. Hay là cả Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Rồi đi ngang một cái ngã tư mà người ta chạy veo veo xong rồi người ta bóp còi, rất là dễ xảy ra tai nạn thưa anh chị. Con hẻm này nó còn thông thoáng, và cuối hẻm em cũng không biết nó là cái gì, cứ chạy vào tự xem. Tôn đồ người ta dựng ra rào chắn, mọi người ta nhìn mình này. Cuối hẹn này không biết nó là cái gì. Cuối hẹn thì là hết đường á. Khu này như là vào một cái nhà nào đó, em thấy có cái cổng đây. Nó vào một cái khu xóm này anh chị. Nó trại gì đây, cây cối gì tùm đây này. Thôi em quay ra, người ta có cổng người ta đóng cửa lại đó. Đi vào các cái khu hẻm thật sự nó cũng có nhiều con hẻm đi vào thấy lo lắm anh chị. Thật ra thì mình cũng không làm gì tới người ta cả đâu, cứ tưởng không làm gì tới người ta cả đâu, nhưng mà đôi khi người ta thấy người lạ vào người ta cũng sợ. Ở đây là một cái con hẻm nữa đây em. Quẹo trái hay quẹo phải cũng được, bây giờ em quẹo trái trước tí, em quẹo phải xong. Quẹo trái xong đi ngược lại đó anh chị. Khu nhà nhà, những cái xóm công nhân bây giờ nói chung là người ta cũng về quê nhiều đó. Bây giờ có nhiều khu xóm vắng. Vô đây thì ngành nghề chủ yếu là những cái ngành nghề như chai rồi. Rồi hai chiếc xe, con dê trắng và con dê đen rồi đây. Này ở đây có cái chung cư,
Thì lên đây thì nó mới chung cư, công nhân cũng nhiều lắm. Đây là chung cư gì nhỉ? Nào bắt là vô, không biết chung cư gì. Mới lần đầu chạy về đây. Xe dè ra. Chiếc xe hồi nãy đó anh chị, giờ nó dè ra lại. Ôi, trong này lạ lắm nè. Hôm nay đưa anh chị đi xem một cái nơi mới mẻ luôn, hoàn toàn mới đối với em luôn. Không biết cô bác anh chị có ai sống ở quanh đây hay không. Bên phải là khu chung cư, thì bên trái đó là một cái khu sắm hẹn. Nghèo nghèo, sụp sụp một tí. Đây có một cái bãi thâu mua ve chai phế liệu à, anh chị à. Đây chúng ta đi ra cầu Tạ Quang Bửu. Đấy, cầu Tạ Quang Bửu ra bên trái chúng ta quẹo qua bên xe quận 8. Em quay ra anh chị nha. Hôm nay mình đi khu xóm lao động. Mùa dịch mà anh chị biết, những cái khu xóm mà có nhiều công nhân lao động rồi người ta. Cái đợt vừa rồi đó, trời ơi, đau khổ lắm. Hầu như là công ăn việc làm thì không có. Rồi ở đây em sẽ quẹo bên tay phải lại anh chị nha. Đi xuống cái con hẻm hồi nãy mà có hai chiếc xe đó, con dê trắng và con dê đen cùng qua một chiếc cầu đó. Khu xóm lao động. Đây là cái ngã tư lúc nãy này, ở trái là chúng ta sẽ đi ra ngay cái khu vực đường Phạm Hùng đó thưa anh chị. Bình Chánh, đây, trong xóm cũng có những cái tiệm tạp hóa như thế này. Lúc nãy cái micro em quên gắn lên lên trên chỗ để mà nói đó, nên là nghe nó nhỏ xíu, anh chị thông cảm. Khúc đầu đó. Bán rau bán đồ ở chỗ này gần cái chợ ấp mấy đây này, ấp mấy ngay chỗ Bình Chánh em quên rồi. Đó, của chợ trong hẻm này anh chị, chợ công nhân bán cũng nhiều ghê. Đó, đầy đủ ghê chứ. Bên trái anh chị vẫn cứ là quẹo chạy ra đường Phạm Hùng thôi, nó có một trục mà anh chị, trong này cũng đầy đủ không thiếu gì. Cuộc sống lao động cũng không thiếu những cái nhà to đó. Xóm lao động quá trời luôn. Những cái khu xóm chật hẹp thì cái mùa dịch đó nó nguy hiểm anh chị. Đây có cái miếu Ngũ Hành. Quẹo vào đây cái ấp 4 à. Đây có cái miếu Ngũ Hành. Chạy một hồi thì không biết mình đang chạy con hẻm nào luôn á. Cái này là hẻm C2, C22A8 gì tùm lum. Ồ, ở đây có cái gì đây? Bùn binh hả? Chỗ này giống như một cái đài gì đó thì người ta dẹp bỏ rồi. Có cái miếu Ngũ Hành ở đâu thì em không biết. Cứ chạy lòng vòng vào trong các cái khu xóm này xem sao, đi khám phá thôi thưa anh chị. Đúng kiểu đi khám phá luôn chứ mình cũng không phá được. Đây cái khu xóm lao động Bình Hưng, Bình Chánh. Cái này là cuối hẻm rồi, thôi em quẹo ra. Sài Gòn còn nhiều nơi chưa đi, cũng có nhiều cái màu sắc cuộc sống lắm thưa anh chị, chúng ta chưa nhìn thấy hết được. Đây giống như một cái đài ha, đài tưởng niệm gì đó. Giờ người ta phơi cơm trắng, cơm khô gì tùm lum. Vào đây chúng ta mới thấy được cái cuộc sống nó
thật sự nó như thế nào thưa anh chị. Những cái nhà mặt tiền đó có đôi khi thì nó là những cái gì đó nó không thật lắm kiểu như vậy. Nhiều khi là những cái khu thuê, những cái nhà thuê kinh doanh làm ăn, những cái khu xóm nghèo, đại đa số bà con mình ở trong hẻm mà. Chứ còn mà ở đây cũng hết hẻm rồi, hẻm chạy tí cũng quay ra, không biết là có hết hay không, cứ chạy coi, chưa gì mà sợ hết rồi. Này ra bờ sông mà đúng hết hẻm rồi đó anh chị, này mình quay ra lại được rồi. Mấy người đi phát tiền đó, có mấy cô đi phát tiền, xóm này xóm công nhân lao động không á, người ta đi vô, người ta đi ra, người ta đứng coi phát tiền rồi đó. Phát tiền trợ cấp đợt 1 đó anh chị, đợt 3. Ở đây những cái hẻm cụt ra bờ sông nhiều lắm, tại vì nó giáp bên cái bờ sông. Khu chợ ở đây đây con hẻm to quá ha, lớn, người ta bán chợ luôn. Thật ra ngày xưa đó là con đường C2/18. Cái hình ảnh buôn bán chợ ở đây, em quẹo bên phải nha. Chúng ta đi ra con đường Phạm Hùng tại tiếp tục. Xóm công nhân đó anh chị nhiều lắm, công nhân người ta ở nhiều lắm. Hai bên có những cái khu xóm nhìn là chúng ta biết liền à. Mà em cũng chưa có đi hết các khu xóm ở đây được. Bây giờ công nhân về quê hết trơn rồi, nhiều người về quê lắm anh chị, không phải ít đâu. Rồi em chạy ra phía ngoài con đường Phạm Hùng đây, Chánh Hưng ngày xưa. Trong cái mùa dịch, giàu thì giàu quá, nghèo thì nghèo, nghèo quá thưa anh chị. Anh chị có coi cái phim mấy hôm nay đang hot trong Squid Game á, trò chơi con mực đó, ở bình dịch đó là trò chơi con mực đó. Và nó là một cái bộ phim, nó rõ nét nhất về vấn đề giàu nghèo phân hóa trong xã hội. Người giàu thì dùng những người nghèo đó để mua vui, chỉ vì nhớ về những cái trò chơi tuổi thơ thôi, nhưng mà người ta chấp nhận bỏ một số tiền lên tới hàng tỷ để cho những cái người nghèo người ta giết nhau đó. Bây giờ cái trò chơi đó ở trong phim thưa anh chị, và bây giờ có nhiều nước trên thế giới bắt đầu người ta đã chơi thiệt rồi. Tất nhiên là nó cũng không đến nỗi kinh dị giống như là những cái thước phim mà chúng ta coi, nhưng mà bắt đầu chúng ta thấy được từ trong phim ra đời thật rồi đó, sự phân hóa đó đầu người ta thực hiện rồi. Cho nên là bây giờ cái xã hội bây giờ giàu thì giàu quá trời giàu luôn, nghèo thì cũng nghèo quá trời nghèo luôn.
Đây là con đường Phạm Hùng anh chị, hướng đi ra huyện Văn Linh đây. Em ra đường Phạm Hùng rồi. Bây giờ cứ chạy rạo rạo như thế này một tí nữa xem có cái chỗ xóm nào nữa thì chúng ta quẹo vô tiếp. Ở đây bên trái nha, nó lại là một cái khu giàu có đó. Khu xóm công nhân à. Bên trái nó lại là một cái khu giàu có, khu ra khu tạo con bự rồi đó. Trời ơi. Ở bên này thì nó lại là một cái khu này à, anh chị, xóm lao động đây. Dài vào trong kia là những cái căn nhà cho thuê. Trời ơi, cái khu này nhìn nó đúng kiểu một cái xóm nghèo lao động luôn anh chị. Xe ô tô cũng nhiều quá ha. Vừa nói xóm nghèo xong mà thấy toàn xe ô tô không à. Trong này thì một cái công ty xí nghiệp gì đó, có cái cổng của người ta này đó. Em gọi ra nha, đây mới là xóm lao động đây. Bản đi trai giờ tứ luôn tôi nghèo hết này. Đúng không Sài Gòn mình giàu cỡ nào cũng có, nhưng mà nghèo thì muốn nghèo cỡ nào cũng có. Xóm công nhân. Những khu xóm như thế này nhiều một tháng mà 1,5 triệu làm sao sống nổi anh chị. Thật sự, cho nên là người ta cũng sắp xếp lo, tự lo cho cuộc sống của mình nhiều nhất có thể chứ không chờ đợi được. Một tháng mà 1,5 triệu chắc không đủ đóng tiền nhà luôn. Nó thật sự là mình nhìn thấy như vậy đó anh chị, nó không đủ vào đâu, không thấm vào đâu cả, cho nên là người ta tìm đủ mọi cách để người ta rời Sài Gòn. Đây có một con hẻm này, gần tới phòng huyện Văn Linh rồi đó anh chị. Em quẹo vào con hẻm này cái xem sao. Thấy tò mò với mấy con hẻm này quá. Cuộc sống Sài Gòn nhiều sắc màu. Ê, ra đây mượn bọn xe Barbie đi. Trong này nhiều cái xí nghiệp anh chị, nhiều cái xí nghiệp ta mở ra, người ta thuê mướn công nhân ở đây nè, sinh sống ở đây nè, làm việc cho người ta. Mùa dịch thì nghỉ ngơi, nghỉ hết rồi, không có ai làm gì cả. Đấy, nghề nhặt ve chai cũng nhiều. Đó, hôm nay thì đưa anh chị đi coi như đi khám phá đi cái khu này mới lạ này. Em thì chưa đi bao giờ, không biết là cô bác anh chị có từng đi qua đây, từng sinh sống ở đây hay chưa. Những cái khu xóm lao động tất nhiên thì cũng không phải là tất cả thưa anh chị, mà trong này thì đa số là người ta thuê đất để làm những cái kho, làm cái bãi giữ xe, hoặc làm cái những cái xí nghiệp gia công cái gì đó. Còn lại là lập ve chai này, nhặt ve chai, mua ve chai, cái bãi rác, những cái khu nhà như thế này anh chị. Khu nhà như thế này đây. Chạy xe bíp bíp quá trời không. Em lụi vào những cái khu như thế này xem như thế nào thôi. Trời, cuối đường rồi. Trong này cũng bán đầy đủ hết chứ, trái cây, bánh, kẹo, đồ ăn, thức uống, tùm lum à. Nhìn bà con mình ngồi, những cái con hẻm đầu nhà, những cái cửa đầu nhà nói chuyện với nhau qua lại cách xa cả mấy mét. Chắc là người ta cũng rất là đau khổ, rất là buồn, rất là ám ảnh một thời. Trời, cái xóm này là đi đâu đây? Đó. Trời ơi, xóm công nhân nguyên một xóm luôn nè chị. Nghe chai, có xe rồng đó nè. Hôm nay người ta đang nhận tiền hỗ trợ hay sao anh chị? Đây nè. Tiền hỗ trợ.
ba cơ số nữa. Không biết dưới này có lối đi ra hay không. Ta đi nhận tiền hỗ trợ đó anh chị, bây giờ vẫn còn nhận cho nó xong. Dưới này là hẻm cụt rồi, chắc là phải quay ra lại thôi. Anh cứ thử coi biết đâu lại còn đường chạy nữa. Hẻm cụt. Xóm lao động hôm nay cũng bắt đầu nhận tiền hỗ trợ đợt 3. Ở đây khu nhà, trời ơi, không tôn đèn thui gì nó trắng lại. Ở đây cũng là một cái khu xóm, chạy trong mấy cái khu này một hồi tự nhiên thấy quá trời dài thời gian luôn anh chị. Mình nhìn này đi ra lại thôi. Đây này, khu vực phong tỏa này đó, thấy chưa, không còn sự cấm vào. Ngày xưa là người ta trong cái dịch nó lên lội từ trong này. Ê, rồi vô đây cũng đường cụt rồi, dịch nó lên lội vô phía trong này ghê lắm anh chị. Xóm lao động mình tránh qua trời không có cứu hồn, nhiều khi chó sủa cái rớt cục đàn ông luôn anh chị. Ôi sao mình đi lạc vô đây rồi, không có lối ra. Ôi, đây là một cái nghĩa địa thưa anh chị. Cô cho con hỏi cái này có ra được không cô? Dạ, cảm ơn cô. Đi nhầm. Dạ. Trời, cô ngồi trong cái bụi cây á, sát bên mấy cái mộ, tự nhiên giật mình. Nữa. Cái này không có lối đi ra rồi. Ông người bấm móng chân á anh chị. Trong này nó là một cái khu xóm. Giờ mình sẽ đi ngược ra lại. Cái khu xóm hẻm như thế này thì anh chị thấy là dịch nó mà xâm chiếm vô một cái là nó lây bùng khắp hẻm luôn đó, chúng ta né không nổi luôn á. Hiện tại theo như em thấy cái cập nhật cái số ca nó thì Bình Chánh đang là cái khu vực nóng nhất anh chị, nhiều số ca nhiễm nhất của Sài Gòn hiện tại đó, thời điểm hiện tại đó. Người ta đang đi nhận tiền. Anh chị nghe người ta bàn tán xôn xao chưa? Ai được lạnh, ai được lạnh. Không phải ai cũng được lạnh thưa anh chị. Cho nên là lắm lúc có nhiều người ta cũng thắc mắc lắm, không biết tại sao. Đây, trong này mà có một cái trại hòm mai táng luôn, Tân Thọ. Nhiều khi cũng không biết sống sao mùa dịch này. Đó, vào đây là em nghĩ là cũng là một cái khu xóm rất là lụp xụp nghèo của khu vực Bình Chánh rồi đây. Rồi em đi ra con đường Phạm Hùng lại thưa anh chị. Những cái xe ve chai bây giờ được đi mua lại đây nè. Đó, anh chị thấy là hiện tại bây giờ là đi nhặt ve chai rồi gì là chưa có cái một cái chính sách nào để mà đi làm lại cả anh chị đó, đi bán dạo bán hàng rong rồi đó. Đó bây giờ anh chị thấy là sau dịch cái cảnh như thế này thì làm sao mà sống. Bây giờ chưa đi làm được thì em cũng không thấy, không biết làm sao mà sống luôn thưa anh chị. Tất nhiên là họ cũng có thể là nhận được cái khoản tiền một người 1 triệu cái đợt 3 này, nhưng mà thời buổi bây giờ tại cái đất Sài Gòn này 1 triệu thì là không làm ăn gì được cả anh chị. Xăng bây giờ 20 mấy 30 ngàn một lít, 1 triệu độ cũng được có bao nhiêu đâu. Đổi tiền đổi xăng không là thấy hết tiền ăn rồi, tiền trọ, tiền phòng, tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Cho nên 1 triệu là không thấm vào đâu cả. Và có lo
nếu mà có trợ cấp thì cũng không biết tới bao nhiêu là đủ. Thành ra là chỉ cần giải quyết được vấn đề và công việc, người ta tự làm, người ta kiếm tiền, thì như vậy là người ta lo đủ cho cuộc sống của người ta rồi, vậy thôi. Còn không là trợ cấp dài dài luôn. Để những cái số lượng người mà lao động tự do, lao động không có hợp đồng nữa, nó nhiều lắm anh chị. Làm cái nghề buôn bán nó nhiều lắm, đếm không xuể, không biết bao nhiêu là đủ. Rồi, đây em chạy ra lại con đường Phạm Hùng thưa anh chị, và em quẹo bên mé tay phải, hướng này là chúng ta đi ra ra lại cái con đường huyện Văn Linh. Một chút xíu về cái hình ảnh khu xóm nghèo thôi, để anh chị có thể nhìn thấy được một phần nào đó cái cuộc sống của bà con mình sau cái lúc dịch. Bây giờ đi mà đi hết thì cái khu này nó nhiều lắm thưa anh chị, nên là chắc là em xin phép được lang thang dọc trên cái trục đường này, bên trái bên phải khu này là chỗ nào cũng có khu xóm nghèo hết, đi không hết nổi. Chúng ta nhìn một xíu rồi chúng ta nghĩ rộng ra là chúng ta sẽ hiểu. Bên trái đây khu này cũng vậy nè, toàn là cái khu xóm công nhân không. Em có một cái nhược điểm là khi mà nhìn cảnh vật xung quanh nhiều và nói về cảnh vật ấy, tự nhiên nói hàng hồi cái em nói loạn xả hết anh chị, nói những cái câu mà nhiều khi mình nghĩ lại mình thấy nó không có nghĩa gì luôn á. Không biết là cô bác anh chị có để ý điều đó không? Nói một hồi không có biết dùng từ như thế nào luôn. Đây chợ tạm ấp 4 bên trái em đó. Chợ ngày xưa em có hay đi chợ ở đây. Ngày xưa em cũng ở Bình Chánh thưa anh chị, ở ngay chỗ gần quốc lộ 50 á. Ở cũng hơn năm ở bên đó. Cái giai đoạn đó là vợ em bắt đầu có em bé. Rồi ông bà nội thì ngoài quê, ông bà ngoại thì ở dưới Bến Tre chăm bà cố, đúng rồi. Cho nên là trên này em chăm vợ sanh đẻ, có bầu là ở bên chung cư khu Bình Chánh, ngày gần quốc lộ 50. Em hay đi chợ bên này lắm, sáng nào cũng đi chợ bên này. Xe cứu thương hôm nay còn đi vào đây. Đó, có người ở trong đang chợ ra kìa, chợ về. Chợ về đó anh chị, tập trung đông đủ ở nhà rồi đó. Một vài cái hình ảnh như vậy trong cái buổi trưa ngày hôm nay, buổi sáng cái con đường này nó đông lắm. Sáng hôm nay em cũng đi ngang cái con đường này, đông lắm anh chị. Ngày xưa nó kẹt xe khủng khiếp luôn. Bây giờ cái con đường Phạm Hùng nó mở rộng ra phía trên tí xíu thì nó đỡ bớt. Đây là khu vực đường Nguyễn Văn Linh và con đường Phạm Hùng. Đi thẳng thì chúng ta vẫn là Bình Chánh rồi nha anh chị ha. Bên phải thì anh chị đi lên chợ Bình Điền. Bên trái chúng ta lại đi xuống khu công nghiệp Tân Thuận, Phú Mỹ Hưng. Chắc là em quẹo trái ở khu vực này đi về nhà luôn. Tới bên mé tay phải của em á, đi lên thì có cầu xóm Củi. Ở đó có một cái khu xóm ở đằng sau của bến xe quận 8 đó, bến xe bến quận 8 đó. Trời, nó cũng rất là khó khăn luôn anh chị. Trong cái đợt dịch bệnh này em nghĩ là khó khăn dữ lắm. Đây là một khu ngã tư khá là lớn, cho nên là đèn xanh đèn đỏ nó hơi lâu và xe đông lắm, đứng vô lại một cục ở đây nè. Rồi em lăn bánh tiếp thưa anh chị. Đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ ngày hôm nay đây.
cũng mới xây đây thôi nhưng mà giờ nó cũng nát bét ra cả rồi, đào bới tu sửa quá trời luôn. Rồi em quẹo bên mé tay trái này đi hướng xuống Phú Mỹ Hưng, hướng xuống khu công nghiệp Tân Thuận. Hôm nay thực hiện các clip này thì trên đường về nhà và cũng gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh về khu xóm lao động, xóm nghèo. Bây giờ người ta bắt đầu đi nhận tiền ở trong các cái khu đó đó anh chị. Nhận tiền đợt 3 này thì nó có hai hình thức, một là phát trực tiếp như vậy, hai là phát qua một cái app Safe ID Delivery, và cái thứ ba nữa là có một cái hình thức như là bên bảo hiểm xã hội người ta cũng tự chi trả qua thẻ hay sao đó. Nhưng mà em thấy đa số vẫn là nhận trực tiếp, đi giao đi phát như vậy. Có rất là nhiều nơi người ta xếp hàng từ sáng tới trưa rồi đội nắng đội mưa ở ngoài đường đứng chờ nhận một người 1 triệu thôi anh chị. Đó, thì hy vọng với con số nào cũng được. Đấy, nhưng mà nó cũng là cái cứu cánh cho bà con Sài Gòn trong cái đợt dịch bệnh này, và cũng là hỗ trợ một phần nào cho những cái người mà không có đi làm được, chưa có đi làm được khi mà nhiều cái quy định chưa được mở. Đó. Thì chắc là em cũng xin tạm dừng cái clip ở đây thưa anh chị. Con đường đại lộ Nguyễn Văn Linh này anh chị thấy bên phải là sắt thép rồi lốc máy rồi này kia nọ, không cây kiện không à, cũng không có cái gì cả đâu. Đó, thì hẹn gặp lại cô bác anh chị ở các clip sau vậy. Em một lần nữa xin chúc cô bác anh chị bình an và thật là nhiều sức khỏe. Em tạm dừng các clip ở cái vị trí này. Bye bye.